Dominic Betty không muốn lệ thuộc vào vợ ông trong những sinh hoạt hàng ngày. Ông mắc bệnh Alzheimer khiến ông hầu như hoàn toàn trở nên bất lực. Một phần tôi chấp nhận tôi đã trở nên lố lẫn và tất cả những điều khác nữa. Tất cả những người chung quanh phải đương đầu với tình trạng đó. Đây là một vấn đề lớn đối với họ và điều đó làm cho tôi rất là áy náy. Dấu hiệu đầu tiên của bệnh Alzheimer là trí nhớ bị xói mòn. Kế tiếp, người bệnh không còn nhớ người thân, không đi đứng, nói năng bình thường, thậm chí không còn cười nữa. Các thuốc men tốt nhất hiện có chỉ trị được các triệu chứng. Các chuyên viên nói, nếu được chẩn đoán sớm, thì các triệu chứng có thể dễ kiểm soát hơn và giảm bớt được sự cực nhọc cho người chăm sóc. Các chuyên viên nói chẩn đoán bệnh sớm rất quan trọng cho các thủ tục cần được thực hiện và điều trị có hiệu quả. Chụp hình não bộ và thử máu giúp phát hiện bệnh Alzheimer sớm trước khi bệnh nhân có những biểu hiện của bệnh. Đó là những yếu tố chủ yếu trong quy tắc hướng dẫn của tạp san y học Lancet công bố mới đây. Bác sĩ Ted Horstein, một nhà thần kinh học tại Bệnh viện George Washington, nói các cuộc xét nghiệm máu có thể phát hiện sự tích tụ các protein bất thường đọng lại thành lớp trong não bộ. Các chất protein này rối như một mớ bong bong trong não bộ, gây trở ngại cho hoạt động bình thường của protein. Chúng ta có thể đo mức của một loại protein gọi là tau trong máu lẫn trong dịch não tủy. Với người mắc bệnh Alzheimer, mức protein trong máu và dịch não tủy cao hơn so với người bình thường. Hiện chưa có thuốc trị dứt bệnh Alzheimer và chi phí chữa bệnh ngày càng tăng. Trong phúc trình mới nhất, Hội nghiên cứu bệnh Alzheimer cho thấy là chi phí chăm sóc cho các bệnh nhân năm nay đã lên tới 604 tỷ đô la. Dự kiến chi phí còn tăng cao hơn nữa vì số người mắc bệnh sẽ tăng gấp 3 trước năm 2050. As of today, we do not have any medication that prevents. Tính cho đến hôm nay, không có thuốc nào chặn được sự phát triển của bệnh Alzheimer. Như quý vị đã biết, trong khi các phương thức điều trị hiện hữu chỉ có công hiệu hạn chế, ví dụ làm chậm lại tiến trình mất trí nhớ hoặc các rối loạn khác. Sau khi dùng thuốc, bệnh nhân lại tiếp tục mất trí nhớ, sinh hoạt hàng ngày tiếp tục xuống cấp, họ phải lệ thuộc vào người khác. Và trong vòng 5 năm, đa số đều được đưa vào các trung tâm an dưỡng. Most of these patients wind up in nursing homes. 5% người mắc bệnh Alzheimer là do yếu tố di truyền trong gia đình. Nhưng trong đa số các trường hợp khác, tuổi tác là lý do thường thấy nhất. Sau 65 tuổi, nguy cơ mắc bệnh Alzheimer tăng gấp đôi mỗi 5 năm. Ở tuổi 85, có khả năng 50% sẽ mắc bệnh Alzheimer. Các nhà nghiên cứu kêu gọi các nước nên đầu tư để tìm cách điều trị bệnh. Nếu không, thì chi phí chăm sóc cho người mắc bệnh Alzheimer sẽ lên cao tới mức khủng hoảng. Hoài Hương, Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ.